Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Trước Trận Cầu Đinh của truyền hình báo Thanh Niên. Vào 1 giờ 45 phút rạng sáng thứ tư ngày 2 tháng 5 sẽ diễn ra trận bán kết lượt về UEFA Champions League. Real Madrid tiếp đón Bayern Munich. Real có lợi thế thắng 2-1 trong trận lượt đi và lại được thi đấu trên sân nhà trong trận lượt về. Tuy nhiên không vì thế mà kênh Cần Trắng được phép chủ quan. Bởi vì là đội bóng lớn, họ luôn biết cách vượt qua khó khăn, thể hiện bản lĩnh của mình ở những thời điểm quan trọng. Bằng chứng là ở giai đoạn này mùa giải năm ngoái, khi hai đội gặp nhau ở tứ kết Champions League, thì Real Madrid đã từng dẫn trước 2-1 ở trong trận lượt đi, cũng tương tự như kịch bản ở năm nay. Và sau đó thì họ lại thua 1-2 trong 90 phút ở trận lượt về ngay tại Bernabeu. Real giành được chiến thắng trong hiệp phụ nhờ vào thi đấu hơn người khi Vidal của Bayern Munich phải nhận thẻ đỏ. Hùng xám vẫn còn cơ hội để đi tiếp. Họ đã tạm thua 1-2 nhưng không phải là dấu chấm hết. 30 chưa phải là Tết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin quan trọng về tình hình lực lượng và sự chuẩn bị của hai đội trước giờ bóng lăn. Bên cạnh đó, ở phần cuối chương trình, chúng ta cũng sẽ cùng nhau dự đoán tỷ số. Không phải ngẫu nhiên mà sau trận lượt đi, hậu vệ Joshua Kimmich đã phát biểu rằng đáng lẽ tỷ số phải là 7-2 nghiêng về Bayern. Trên sân Allianz Arena, Bayern Munich đã tạo ra nhiều cơ hội và đa phần là những tình huống rất rõ rệt để có thể ghi bàn. Tuy nhiên họ chỉ có được vỏn vẹn một bàn thắng và cũng chính là pha mở tỷ số do công của Kimmich. Tính ra thì Real Madrid cũng chỉ có khoảng 2 cơ hội nguy hiểm và 2 cơ hội này đều thành bàn. Trong khi đó thì huấn luyện viên Jupp Heynckes đã tỏ ra rất tự tin. Ông cho rằng Real Madrid vẫn có thể thua ngay tại sân nhà. Bằng chứng là những gì đã xảy ra trong cuộc đối đầu với Juventus. Real Madrid không phải là đội bóng bất khả chiến bại. Huấn luyện viên của Bayern đã và đang tung ra những chiêu thức động viên tinh thần cho toàn đội. Hãng tin Reuters thì đã trích phát biểu của huấn luyện viên Zidane rằng ông muốn giành chiến thắng trong trận lượt về và Real Madrid sẽ chủ động chơi tấn công ngay từ đầu để tìm bàn thắng một cách nhanh chóng. Đội trưởng Sergio Ramos thì nói rằng trong 4 năm qua, Real Madrid đã 3 lần giành chức vô địch của Champions League và đó là điều không tưởng. Và anh cùng các đồng đội sẽ vẫn tiếp tục tạo nên những kỷ lục mới. Cả hai đội đều bị sức mẻ lực lượng nghiêm trọng trong trận lượt về. Với Real Madrid, đội không có sự phục vụ của hậu vệ phải số 1 Dani Carvajal và tiền vệ tấn công Isco. Cả hai đều bị chấn thương. Nhiều khả năng huấn luyện viên Zinedine Zidane sẽ phải dùng Lucas Vazquez thay Carvajal. Trong khi đó thì vị trí của Isco có thể thuộc về cầu thủ trẻ Marcos Asensio, người đã ghi bàn trong trận lượt đi khi được vào sân để thay chỗ cho Isco. Bên phía chiến tuyến, Bayern Munich cũng không có sự phục vụ của ngôi sao Jerome Boateng ăn phòng ngự. Những cầu thủ khác như là Adrian Robben, Arturo Vidal, Kingsley Coman cũng bị chấn thương. Ngoài ra thì thủ môn Manuel Neuer cũng không kịp hồi phục để thi đấu trận này. Real Madrid sẽ vẫn đá với sơ đồ quen thuộc 4-3-1-2. Trong khi đó thì Bayern sẽ triển khai đội hình giàu sức tấn công 4-3-3. Tất nhiên sơ đồ chiến thuật thì cũng chỉ mang tính tương đối mà thôi, để giúp cho người xem chúng ta dễ hình dung. Thực tế thì khi trận đấu diễn ra, các cầu thủ sẽ phải luân chuyển vị trí liên tục theo chỉ đạo của các huấn luyện viên. Bayern Munich sẽ đá tấn công ngay từ đầu chứ không cần phải thăm dò để sớm tìm bàn thắng. Trong khi đó thì thông tin chúng tôi đã cập nhật đến quý vị và các bạn ở phần trước chương trình. Huấn luyện viên Zidane đã khẳng định rằng Real cũng sẽ đá tấn công. Đây sẽ là trận đấu rất hay ở khu vực giữa sân khi cả hai bên đều muốn chủ động kiểm soát bóng và triển khai tấn công lên phần sân của đối phương. Dù mang tính chất của một trận đấu loại trực tiếp nhưng tôi tin rằng trận này sẽ có nhiều bàn thắng. Real hay Bayern ghi bàn trước thì cũng dễ dẫn đến kịch bản bùng nổ bàn thắng ngay sau đó. Real Madrid chấp 1/4 tức là đồng banh nửa trái. Các nhà cái quốc tế niêm yết mức tài xỉu lên đến 3.5. Rất cao phải không ạ? Bây giờ tôi xin phép được đưa ra dự đoán của mình. Trận này tỷ số sẽ là 2-3. Bayern Munich thắng ngay trên sân của Real và chiếc vé đi tiếp vào chung kết sẽ thuộc về hùng xám Bavaria. Bạn thì sao? Hãy comment tỷ số bạn dự đoán ở phía dưới video đang theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Trước Trận Cầu Đinh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.